Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi tới quý vị thính giả tiết mục tìm hiểu ý nghĩa của không sát sanh và một số giới luật trong 10 điều răn. Điều răn không sát sanh. Không sát sanh tôi đã nói mấy vạn lần rồi, nhưng có người nghĩ rằng mình không sát là được rồi. Có khi chúng ta muốn cứu mạng, nhưng cũng là một hình thức sát sanh. Quý vị có nghe tôi nói qua câu chuyện hai người xuất gia của chúng ta cứu một con rít không? Có một lần tôi đi đánh răng, tắm gội, thì thấy có một con rít trong ly đánh răng của tôi. Vì họ dùng vải che lại, cho nên tôi lấy miếng vải ra, thấy có một con rít ở trong đó. Đương nhiên là tôi giật mình, tôi mới la lên. Phản ứng tự nhiên mà. Còn nó thì không thể nói á, nên nó nhảy lên. Cả hai đều giật mình. Hai người thị giả bên ngoài nghe được, nên chạy vào hỏi. Sư phụ, ngài sao vậy? Không có gì cả, có một con rít. Sau đó họ nói, được, mời sư phụ ra ngoài, để cho chúng con lo. Tôi nói, được, quý vị phải cẩn thận nhé. Quý vị muốn lo, thì quý vị lo. Bên ngoài có thau rửa mặt khác, nên tôi ở đó đánh răng. Đánh răng xong một hồi lâu, tôi còn chưa thấy họ ra. Tôi hỏi, xong chưa? Họ trả lời, chưa xong. Tôi mới nói, có một con rít mà hai người lo không xong. Tôi chạy vào trong coi thử. Nghe tiếng rất náo nhiệt, tôi nói, quý vị làm gì đó? Họ nói là họ dùng vòi xịt nước đuổi nó đi, nhưng nó không chịu đi. Tôi nói, đương nhiên là nó không đi, vì tứ phía đều là nước. Nếu như tôi lấy vòi nước xịt quý vị, thì quý vị có chết ngợp hay không? Vả lại con rít đó rất nhỏ, tứ phía đều bị nước bao ngập, nó ở đó thở không ra, đâu dám chạy đi đâu, và không biết nên chạy đi hướng nào. Ây da, bây giờ nó sắp chết ngợp rồi, tôi thấy nó, thở như là nó đang kêu cầu cứu. Tôi nói đuổi nó đi thôi, chứ lấy nước xịt nó, thì nó sẽ ngợp chết. Cho nên không phải chúng ta không sát sanh là được, cũng phải cẩn thận. Đi bộ cũng phải cẩn thận, coi thử có giẫm phải động vật không. Chỗ chúng ta rửa mặt đánh răng, có chứa nước, thì phải đậy lại, hoặc đổ nước ra, đừng để động vật rớt vào sẽ bị chết. Còn đèn dầu ở chùa cũng chuyên môn sát sanh, cúng dường Phật nhưng bên trong đầy xác chết của côn trùng. Bởi vì đèn dầu mở ra, côn trùng và động vật rơi vào là chết liền. Trước khi tôi ở trong chùa, mỗi ngày lâu bàn Phật đều thấy đầy chúng sanh trong đó. Tôi nghĩ rằng Phật sẽ không vui đâu. Bây giờ có đèn điện rồi, vẫn còn cố chấp dùng loại đèn dầu. Thời xưa người ta dùng đèn dầu, dùng dầu loại có hương thơm đến cúng dường Phật. Bởi vì thời đó không có đèn điện, đương nhiên là phải dùng đèn dầu. Tại sao người ta thắp đèn dầu lên cúng dường Phật? Vì để thắp sáng con đường cho ngài. Ngoài ra, họ phải thắp sáng gương mặt ngài, để mọi người được thấy, và cũng để chiếu sáng đường đi trong chùa, giống như chúng ta có đèn đường vậy. Xưa kia không có đèn điện mới làm như vậy, nhưng thời xưa, họ đậy đèn lại. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, khi thắp đèn, tắt đèn, phải đậy lại, để tránh thương hại đến động vật, hoặc động vật bị phỏng. Người bây giờ thắp một thâu đèn dầu thật to như chùa miếu ở Tây Tạng, mấy trăm cái đèn dầu ngày đêm đều thắp lên. Thứ nhất là phí phạm dầu, thứ hai là sát sanh rất nhiều. Chúng ta người tu hành vốn là tránh sát sanh, phải đổ sanh mạng chúng sanh, rốt cuộc lại thương hại đến chúng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, giới luật sát sanh rất là rộng, không phải dùng dao giết mới là sát sanh. Giống như những đèn dầu này, cũng không phải cố ý sát sanh, nhưng chúng ta có thể tránh được. Đương nhiên chúng ta tránh được thì nên tránh. Phật Bồ Tát không có kêu chúng ta nhất định phải cúng dường đèn dầu. Vạn nhất có nhiều nơi không có dầu, thì họ lấy gì để cúng dường? Cúng dường ra sao mới là quan trọng? Là coi lòng của chúng ta, vả lại cái đèn này là đèn bên trong. Đương nhiên nhà chùa hoặc bất cứ kinh điển nào cũng đều nói đến. Bất cứ chùa nào, lúc nào cũng phải có đèn và lửa. Bởi vì phải như vậy người ta mới thấy được đường đi, có thể vào bên trong chùa tọa thiền.
giống như đạo tràng của chúng ta vậy. Quý vị nửa đêm đến, hoặc có thiền thất bế quan, 3-4 giờ sáng là chúng ta đã phải dậy rồi. Nếu như chùa đạo tràng không có một ngọn đèn, thì quý vị làm sao thấy đường đi? Có thể đạp lên đầu người ta, hoặc nam chúng ngồi bên nữ chúng lại ngồi bên nam chúng. Như vậy thì kỳ cục quá. Cho nên phải có đèn là ý nghĩa như vậy, không phải Phật cần gì đèn. Hoặc giống như tôi ngồi đây, quý vị thông thường làm đèn thật sáng cho mọi người thấy sư phụ, không phải vì tôi cần. Cho nên đèn gì cũng được, có thể thấy là được rồi. Huống chi những Phật gỗ kia, ban đêm không ai đến coi, họ chỉ đến tham quan vào lúc ban ngày thôi, cho nên thật sự không cần đèn gì cả. Bây giờ chùa miếu đều có đèn điện, mở ra là sáng liền, rất giản tiện, mọi người đều có thể họp lại đọc kinh buổi sáng, buổi tối. Còn rất nhiều điều mà tôi nói không hết. Bất cứ côn trùng nhỏ cỡ nào, khi chúng ta tránh được thì phải tránh. Lúa, cỏ cây cũng vậy, tránh được thì nên tránh. Đương nhiên tránh không được thì mới chặt, để mà cất nhà, để giữ gìn hoàn cảnh vệ sinh. Cần làm thì phải làm. Nếu như vô cớ, chỉ vì lòng hung ác mà đi phá hoại, thì điều này không giống nhau. Không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối. Còn có một điều răn khác là vợ chồng phải tương kính như tân, không nên có chồng, có vợ khác. Tôi đã giảng tại sao phải như vậy. Nếu lần này quý vị có rất nhiều chồng, kiếp sau sẽ không có. Thí dụ như anh có 7 người vợ, 7 kiếp sau sẽ không có ai thích anh. Vì anh đã có quá nhiều rồi, giống như quý vị một tuần kiếm được 10.000 đồng như tiêu xài hết trong một ngày. Đương nhiên tuần lễ đó không còn tiền để dùng nữa. Điều răn kế tiếp là không trộm cắp. Điều này quý vị đều hiểu và tôi đã nói qua nhiều lần rồi. Có nhiều loại ăn cắp, và ăn cắp tiền bạc là một loại. Nếu quý vị đang đói thì không sao, nhưng đừng làm vậy nếu quý vị có tiền, ăn cắp cũng gồm cả việc nhận cúng dường của người khác. Quý vị không được ám thị cho người khác cúng dường. Đôi khi chúng ta nói chuyện quá nhiều cũng là ăn cắp thời giờ của người khác. Người ta đã không kiên nhẫn được với quý vị mà quý vị vẫn còn nói cứ ba hoa chích chè. Đó cũng là ăn cắp. Hoặc có khi nói xa nói gần để người khác tặng quà cho mình, đó cũng là ăn cắp. Hoặc là có khi món hàng của chúng ta chỉ nên bán 2 đồng mà chúng ta bán 10 đồng. Chúng ta nói là hàng rất tốt, mà thực tế thì không tốt. Như vậy không được, đó cũng là ăn cắp. Không phải đi ăn cắp vật gì mới tính là ăn cắp. Hoặc là khi chúng ta làm việc, thấy ông chủ không có ở đó, chúng ta lén chạy về nhà. Điều này cũng là ăn cắp. Hoặc vật dụng trong công xưởng ông chủ không cho chúng ta tự lấy mang về cũng là ăn cắp. Hoặc là ở trong đoàn thể công cộng có rất nhiều thứ, những thứ mua là để cho đại chúng dùng, không phải cho mình dùng, chứ cho chúng ta mà chúng ta đã tự động lấy, đó cũng tính là ăn cắp. Kế đến là không nói dối, điều này quý vị đều biết, tôi cũng đã nói qua mấy lần rồi, khi thọ tâm ấn đều có nói qua, nói dối có nhiều phương diện, tệ nhất là cảnh giới của chúng ta, thấp. Nhưng lại nói là cảnh giới của chúng ta cao, gạt người ta, nói chuyện thần bí, khiến cho người khác phải nghĩ rằng quý vị tu hành cao hơn người khác, nói những chuyện thần bí khiến cho người khác không hiểu đẳng cấp quý vị ở đâu. Giống như quý vị biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết được, gạt người khác là điều nói dối lớn nhất. Giống như rất nhiều người, sau khi sư phụ của họ chết đi, họ thích làm minh sư, sau đó gạt người khác, thích giả làm người kế tiếp. Đây là nghiệp chướng nặng nhất, hoặc là có khi chúng ta làm chuyện gì sai, thích người khác hỏi chúng ta không chịu nhận lỗi, khiến vị thầy phải phạt cả đoàn thể hoặc để người chủ phạt cả đoàn thể, cũng là nói dối, cũng không tốt. Khi chúng ta làm sai thì nhận lỗi là được, sẽ không có chuyện gì, đừng để liên lụy đến người khác. Có khi cũng phạt những người đó bởi vì họ tự làm sai một chuyện nhỏ thì không sao, nhưng rốt cuộc không nói ra càng lúc càng tệ. Khiến cả đoàn thể bị liên lụy, lẽ ra chuyện nhỏ này không đáng phạt, nhưng vì liên lụy tới cả đoàn thể ồn ào quá nên tôi phải phạt. Nếu như quý vị chịu nhận lỗi trước thì sẽ không phạt. Vì chỉ là chuyện nhỏ kết cuộc không nói ra, khiến cho tôi phải kêu cả đoàn thể từng người ra mà hỏi. Lúc này cũng không chịu nói ra thì đương nhiên phải trừng phạt. Phạt là vì nói dối, không phải vì chuyện nhỏ này.